Dù chính quyền địa phương đã treo biển cảnh báo dự án ma ở nhiều điểm đất nông nghiệp bị phân lô bán nền dọc đường liên xã Châu Pha, Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thế nhưng, việc mua bán đất ở đây không vì thế mà giảm sốt. Tại hai xã Châu Pha và Tóc Tiên, có đến hàng chục dự án ma do các cá nhân thu mua đất nông nghiệp rồi tự làm đường, tự trồng trụ điện phân lô bán. Giao dịch bất động sản ở các dự án ma này đông đảo và dễ dàng như mua rau ngoài chợ. Ngay gần biển cảnh báo của chính quyền là dãy nhà liền kề được làm bằng khung sắt, có một căn phòng rộng hơn 10 m², sân rộng khoảng 15 m², được bên bán giới thiệu là dự án đang làm hoàn chỉnh để bán cho người dân. Đây là nhà lắp ghép để chính quyền không đòi hỏi giấy phép xây dựng, và mỗi đêm, các thợ thi công của công ty có thể làm cả 100 cái nhà như thế này. Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên khẳng định, trên địa bàn xã Tóc Tiên không có dự án bất động sản về nhà ở và khuyến cáo người dân tránh mua bán để tiền mất tật mang. Cái việc mua bán biến động đất đai trên địa bàn diễn ra rất là sôi nổi. Tuy nhiên, Ủy ban xã đã có các cái phương án, rồi các cái biển cảnh báo cũng như là các cái thông báo đến các người dân việc cảnh giác các cái đối tượng có thể là tự dựng dự án và mua bán đất đối với người dân. Thì cũng mong rằng là người dân cũng phải khi tiến hành giao dịch mua bán bất động sản về đất đai liên quan các biến động đất đai thì cũng nên liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để nắm chắc các thông tin về tính pháp lý của từng thửa đất hoặc là các cái hồ sơ có liên quan để tránh cái tình trạng các cái đối tượng cò kéo lừa đảo để tránh cái tiền mất tật mang. Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán bất động sản về đất đai liên quan đến các biến động về đất đai thì nên liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để nắm chắc thông tin, tính pháp lý từng thửa đất hoặc các hồ sơ có liên quan để tránh tình trạng các đối tượng cò kéo, lừa đảo, tránh tiền mất tật mang.